8 bí quyết giảm cân cực kỳ đặc biệt của các nước trên thế giới. Ở Trung Quốc, nhiều người có bí quyết giảm cân là ăn một loại súp nóng. Món này được nấu từ bắp cải trộn cà rốt, ớt, cà chua và muối, ăn trong 7 ngày, 3-4 lần một ngày. Ngoài súp, họ chỉ ăn các loại thực phẩm có lượng calo thấp trong quá trình giảm cân. Người Thái Lan giảm cân với chế độ ăn kiêng gồm nhiều thực phẩm cay. Họ sử dụng rất nhiều ớt đỏ và xanh để chế biến các món ăn cay, đặc biệt là khi muốn giảm cân. Ăn nhiều thực phẩm cay thúc đẩy quá trình trao đổi chất để giảm cân. Người Brazil giảm bằng cách thêm đậu nấu chín vào hầu hết bữa ăn hàng ngày. Đậu có nhiều chất đạm và protein có khả năng đốt cháy các tế bào mỡ nhanh hơn. Vì vậy, thêm đậu vào thực đơn ăn uống giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân. Người Pháp có một mẹo giảm cân được gọi là Le Forking, tức là bạn chỉ có thể dùng thức ăn bằng nĩa mà không có muỗng, không có dao, không dùng tay. Phương pháp này giúp bạn sẽ không thể ăn pizza, bánh mì, thịt bò nướng vì những thực phẩm này không thể ăn được bằng nĩa. Ở Indonesia, người ta ăn kiêng một ngày trong một tuần. Trong ngày ăn kiêng, họ chỉ uống nước và ăn hoa quả. Vì vậy, thói quen này giúp mọi người giảm cân nhanh hơn và cũng giúp giải độc cơ thể. Theo người Nga, việc thêm kiều mạch vào chế độ ăn kiêng sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân. Kiều mạch là một loại ngũ cốc có nhiều lợi ích về sức khỏe, đặc biệt giúp giảm cân vì nó tăng quá trình trao đổi chất cơ thể. Người Mexico khuyên mọi người muốn giảm cân hãy uống trà quế, không sữa và đường trước khi ăn sáng 30 phút và trước khi đi ngủ 30 phút. Bạn cũng có thể thêm mật ong vào trà quế. Ở Nhật Bản, hầu hết người muốn giảm cân thực hiện theo một mẹo ăn kiêng cổ xưa, khuyến khích mọi người ngừng ăn trong các bữa ăn khi đã dùng được 70% bữa. Thói quen này giúp bạn giảm cân nhanh chóng.